Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi trưa. Gần 1 giờ. Tôi có ý định là sẽ thả bộ ra đường Nguyễn Trãi để kiếm cái gì đó bỏ vào bao tử uống một lon bia. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra đường Nguyễn Trãi. Ở hai bánh xèo ăn không có hết đâu. Bạn quốc tế tao biết phường mấy Đâu có ăn không hết. Ở đây đưa 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 đây phường cho mới mẹ ăn nhiều quá. Vậy hai bánh Đó, xèo phải hai bà mua lão quá. Đừng mua mà mấy mua cái lão thì kia. bạn biết phải không, để coi từ từ gấp mà gấp lắm. Đó. Bây giờ đi đi ra Nguyễn Trãi Phường bà mua lão, xóm mua ba phường Thị Xuân, phường hai bà bánh mua lão xèo Vietnamese pancake. Em giữ chìa khóa hả? Đâu có thấy chìa khóa treo đó đâu. Chìa khóa. Hồi nãy thằng Xuân nó đi lấy đó, nó đi lấy đồ ăn đó. Rồi nó đâu có treo lại không? Không thấy. Bây giờ đi ra. Wow, ở đây cây bông giấy bông nở rất đẹp. Mùa này bông giấy chịu nóng, càng nóng nó nở càng đẹp. Tôi thả bộ đi ra đường Nguyễn Trãi. Trong hẻm người ta treo rất nhiều những cái chậu bông, những chậu bông rất đẹp. Ở đây người ta nuôi chim trong lòng, thành ra nó hót suốt ngày. Tôi đi theo con đường hẻm này để ra đường Nguyễn Trãi. Quẹo trái. Tôi đã ra đến đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi buổi gần trưa, xe bus 68 chạy qua khu chế xuất Tân Thuận. Giá vé 6.000. Nguyễn Trãi buổi quá trưa. Bên kia là trường Đại học Sài Gòn. Ở đây là những tiệm sửa xe gắn máy. Những hàng cây dầu cao to tạo bóng mát trên mặt đường. Trường Đại học Sài Gòn, nắng chói chang ở trên đầu. Một ngày nhiều mây. Tôi tới chỗ bán bánh xèo.
Sao có bữa bán, có bữa không có bán vậy? Chủ nhật nghỉ. Chỉ có nghỉ ngày chủ nhật thôi hả? Mấy ngày rằm. Mấy ngày rằm á. À. Tôi lấy hai cái bánh xèo đi. Dạ rồi. Hai bánh xèo đem lại cho anh. Không cần lấy salad nhiều quá mà lấy cải xanh đó nha. Cải xanh. Ờ, bữa nay chị kia không có bán nữa hả? Vô. Hả? Giờ này nó vô nó xin ăn tôm. Lấy salad ép đi. Lấy cái à, lấy cái tô, này. Với tô. Với tô. Tô đứng chút chút đi. Rồi mỗi thứ một chút. Rồi lấy một ở đây em rửa sạch sẽ lắm. Yên tâm. Ừ. Với một cái salad nữa là đủ rồi. Nhiều quá làm chi. Rồi. Giếp cá nữa phải không? Rau xanh. À. Quá trời rau cải luôn. À rau ngon. Ăn cái này nhờ rau. Ừ. Đó. Ít quá, ăn cay đi. Đó, rồi. Ăn không đủ, nó không có ngon. Rồi. Đây là bánh xèo nè. Bánh khó. Ớt không? Ừ? Có cái nào không ớt không? Ớt chứ, tôi lấy ớt với gì? Ớt đi, đồ chua đi. Ờ đây giờ này cho nó vô nó ăn tôm à. Ôi làm được là vui rồi. À. Đây là con mèo nè. Xèo. Mới chi nè, nó mới à. Rồi, hai cái bánh xèo. Khoảng không tới 2 đô. Đâu, 2 đô. Đâu, 1 đô. 1 đô là 25 rồi phải không? Cái 1 đô à. Ờ, cái 1 đô, hai cái 2 đô. Cái 1 đô mốt. Quá ngon mà rẻ. Ngon rẻ. Ngon mà rẻ nữa. Ở bển mà chiên cái bánh xèo là biết nhiêu tiền. Rẻ mà ngon nữa. Trời ơi, em anh thấy em bán đi chứ em là hai trăm mấy ba trăm. Hả? Có 200 bán mấy. Ngày á hả? Chân quá anh ơi. À. Giờ đâu đi làm, lớp tuổi là em 62 rồi. Rồi. Bây giờ đâu ai mướn đâu. Ừ. Phải bán vậy. Mà có cái nghề cũng hay. Chân rồi. Qua bản chị tôi thấy thôi á. À. Washington á. À. Ở bển ở đâu? Washington. Ồ, oh, Washington hả? Ờ. À, đi tới chỗ tôi là 6 tiếng á. À không, Washington ở bên Seattle hả? Bánh tèo của toàn. Rồi, đi về. Ở gần nhà, thật ra tiện lắm. Bước ra đây là tới. Bây giờ thì đi về. Cua sông nè.
trường Đại học Sài Gòn. Nắng ở trên đỉnh đầu. Bữa nay cloudy, ngày trời nhiều mây. Vào con hẻm thì về tới nhà. Đi vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Tôi đã mua về. Bây giờ đi lấy chén. Bây giờ là giây phút enjoy. Bia. Đây là bánh xèo. Đó, bánh xèo. Quá trời rau cải ông xin khí tô. Khí tô là loại rau có tính thuốc. Với diếp cá. Rau diếp cá, khí tô. Rồi cái gì cá? Diếp cá. Đây là cải xanh, có khi người ta còn gọi là cải đề xanh nữa. Đó. Uống trời nóng uống cùng đi. Đã quá hai người. Thú vị là ăn phải bằng tay. Bẻ cái này để ngang đây rồi lấy tí tô rau dắp cá thêm một cái tí tô nữa lấy đồ chua. Chua. Rồi bánh xèo. Bánh xèo có giá tôm. Cuốn lại. Chấm vô nước mắm. Ngon. Cải rất là giòn.
Món ăn Việt đó, rau cải nhiều, thịt ít, mùi vị thì nặng, nồng nàn. Thành ra những người quen ăn đồ Việt rồi đó, khó ăn các cái đồ khác, đồ Tàu, đồ Mỹ luôn, không có hợp khẩu vị. Có giá đó, có đậu xanh nè, có giá, rau ăn đâu có hết, người ta cho rau quá nhiều chưa thấy mê không? Thấy xà đất nè đó, thấy xà lách giống như là những viên ngọc nó nở đẹp. Cải xà lách tía tô, tía tô có tính thuốc, tía tô bổ máu, mấy người nào mà thiếu máu ăn tía tô. Rau diếp cá là trị ho, rau diếp cá trị ho, cái rau gì cũng có tính thuốc hết đó. Muốn biết thì mình cứ lên Google rồi cái mình mới gõ tính thuốc của rau tí tô thì người ta sẽ giải thích cho mình. Quá đã luôn. Đây, thêm chút xíu cầu chua vô, có ớt nữa, hai cái có 60 60 hơn 2 đô một chút xíu, ở 1 đô là 25 ngàn rồi. Biết cái lô nói hoài rồi, có điều thú vị là gì mà không mất cả nữa. Điều thú vị là mình có câu chuyện kể, có điều kiện để thi thố kỹ năng kể chuyện của mình. Kể chuyện là dùng hình ảnh, để lột tả những ý tưởng trong đầu. Kể chuyện cho mình nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái hiện thực của cuộc sống. Thời gian thì cứ trôi, mọi thứ thì đều thay đổi. Tướng mạo dung nhan, mái tóc từ đen rồi qua trắng, qua muối tiêu, mọi thứ đều thay đổi.
Nhưng những tấm hình mà mình chụp thì nó không thay đổi. Nhờ những tấm hình đó mình có thể nhìn thấy được cái thời gian, cái quá khứ của mình. Thấy được những cung đường mà mình đã đi qua. Đúng định mà. Thấy không? Ừ. Thấy chưa? Thấy rau chưa? Thấy mê chưa? Ở Mỹ mà thấy được rau này là mê luôn. Cải bẹ xanh nè, ngon, giòn, húng, húng cây, lá diếp, diếp cá. Bia lạnh. Đây là trái thanh long xuyên lùng cỏ thanh long. Có một trái đặc biệt nữa, đó là trái Lykema. Cái trái này ăn rất tốt, nó cũng có tính thuốc. Nói chung những cái gì mà mình đưa vô miệng á, đưa vô miệng á thì mình phải nghiên cứu cho kỹ. Bởi vì người ta nói bệnh vào từ miệng. Họa từ miệng ra. Có nhiều câu nói rất là xúc tích, rất là ý nghĩa. Ví dụ người ta nói đàn bà đó, con gái đẹp là nhờ gì? Nhờ lụa. Nói vậy cũng đi nói ra. Còn con ngựa, nói chi vậy? Con ngựa đó phải không? Đẹp là nhờ gì? Nhờ cái yên. Chứ con ngựa nào nhìn cũng giống nhau. Nhưng mà có những con ngựa nó rất là đẹp. Sở dĩ nó đẹp, con ngựa ốm, con ngựa đói là nó, đẹp quá. Nó nhờ cái yên. Ngựa đẹp nhờ yên, người đẹp nhờ lụa. Nói vậy cũng đi nói. Đó là những câu dài đời. Đây là ba rọi, nó có thịt ba rọi. Đây là thịt ba rọi. Rồi đi với giá. Giá ăn mát. Thôi không ăn đi. Đó, giá thì ăn mát. Nói nhiều quá, mệt quá. Người ta làm chuyện thì phải nói, có hình phải có tiếng. Hình thì thu được, tiếng phải phát ra. Ngon. Nói được không phải dễ đâu. Có nhiều người nói cà lâm á, có nhiều người á nói không ra tiếng. Ê, bánh xèo. Tại sao kêu là bánh xèo? Là tại vì á, mình chờ cái chảo cho nó nóng,
tập cái mình mới đổ bột vô. Lúc mình đổ bột vô mình tráng mỏng thì nó phải kêu xèo một cái. Thật ra người ta mới gọi nó là bánh xèo. Mỹ á, nó có cái bánh cũng giống như mình vậy đó, cũng xè ra, chiên ra, nó kêu là pancake. Từ đó đó, cái bánh Việt Nam mình, bánh xèo, nó gọi là Vietnamese pancake. Mình ăn phở nước Mỹ nó không có chữ ơ, không có chữ ô, mình ra chữ ơ chữ ô nó lấy chữ o, còn nó không có bỏ dấu, thành ra dấu mà ơ hỏi ở cho phở thì nó thành ra cái gì? Nó thành ra chữ pho. Do đó người ta nói ăn phở thì nó là ăn pho, nó là eat pho. Ngôn ngữ phương Nam là vậy. Tôi đang ăn bánh xèo thay cho bữa trưa. Đây cải xà lách. Giá bánh lấy thêm đồ chua. Nhúng vô nước chấm, đút vô miệng. Ngon. Bia, bia đá, bia lạnh. Ăn bánh xèo
mình nước để nhóc. Cái nước này còn, cái nước này theo uống thì bệnh. Bây giờ con có nước rồi má. Dọn dẹp. Có chỉ nước hồi sáng đó. Dạ. Chưa uống hả? Uống rồi, chậm chậm thêm thôi.